Thưa quý vị, đêm ngày 10 tháng 6 tới đây, hai đội Canada và Pháp sẽ tranh tài trong lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023. Hai đội này hiện tại đã có mặt tại Đà Nẵng và đang chuẩn bị kỹ lưỡng để có màn trình diễn đặc sắc hấp dẫn để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại bãi bắn cảng Sông Hàn. Theo đó, đội Pháp sẽ đem tới chủ đề sắc màu hy vọng để kể câu chuyện nhắc nhở chúng ta rằng sự kiên cường là hy vọng duy nhất để khám phá tất cả những vẻ đẹp của cuộc sống. Tranh tài với một đối thủ nặng ký về âm nhạc nên Pháp có chiến lược với danh sách nhạc vô cùng đa dạng, trong đó có cả âm nhạc Việt Nam với những giai điệu của Mỹ Tâm. Đây là lần đầu tiên đội Pháp chúng tôi đến tham gia lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Chúng tôi thấy vinh dự khi nhận được sự hỗ trợ rất chu đáo cũng như việc tổ chức rất chuyên nghiệp từ ban tổ chức. Đến với cuộc thi lần này thì chúng tôi sẽ mang một âm hưởng hiện đại, muốn nhấn mạnh vào sự thấu hiểu của con người về sự giao tiếp với thiên nhiên. Đó cũng chính là chủ đề của màn trình diễn chúng tôi. Trong khi đó, đội Canada sẽ mang đến bầu trời sông Hàn những dải ánh sáng tuyệt đẹp trong chủ đề cực quang. Điểm đặc biệt của tiết mục là 14 bản nhạc, nhạc điện tử có âm thanh và tiết tấu cực kỳ độc đáo nhằm tôn vinh nền âm nhạc sôi động của Canada. Sau dịch COVID-19 đến với Đà Nẵng, đây là cơ hội tốt để đội chúng tôi có thể cọ sát với nhiều đội pháo hoa trên thế giới. Với chủ đề Thế giới không khoảng cách, tôi nghĩ chúng ta là một gia đình, có thể tiến lại gần nhau hơn. Cùng với đội Pháp, đội Canada chúng tôi sẽ thể hiện hết sức để mang đến màn trình diễn tuyệt vời, đầy màu sắc dành cho khán giả. Thông tin từ ban tổ chức DIFF 2023, Hans Fireworks của Canada là đội thi lão làng nhất mùa DIFF năm nay. Còn As Eventia của đội Pháp lại là đội trẻ nhất, khi mới chỉ được thành lập từ năm 2013, mỗi đội sẽ có khoảng 20 phút trình diễn với chủ đề chung là tình yêu không khoảng cách.